nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, đêm nay, đêm thánh, đêm mà mỗi người chúng ta được mời gọi quy tụ bên nhau để cùng nhau dâng lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho chúng ta chính người con một của Ngài. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn của mỗi người chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta Hoàng tử bình an là chính người con một của Ngài, để Hoàng tử bình an sẽ cư ngụ giữa chúng ta và đem lại cho chúng ta nguồn ơn phúc là ơn cứu độ dồi dào. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cùng với tất cả những người xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tất cả những linh hồn người thân, những linh hồn thân nhân, những linh hồn mồ côi. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Hài Nhi Giêsu ban ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Để những ý nguyện của chúng ta dâng lên Chúa giờ đây được Thiên Chúa vui lòng chấp nhận, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm sám hối những lỗi lầm thiếu sót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ tình thương của Chúa cho chúng con. Và ban cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin nhận lời chúng con cầu gần.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Tiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sao đành. Tới ngày đấng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi. Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là Phật bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nước tiếng là duyên thấm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thuộc nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, người cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa.
đại chức sắc công vụ tôn đồ. Hôm ấy, trong hội đường Antiochia miền Pisidia, ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây, Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời thọ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người mà đem họ ra khỏi đó. Rồi người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng cho ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Giê-xê, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Để dọn đường cho Đức Giê-xu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành vua David, gọi là Bethlehem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu Giáng sinh đem niềm vui cho toàn thể nhân trần. Thật vậy, niềm vui mừng Chúa Giáng sinh không phân biệt bất kỳ một ai, cho dẫu đó là người Kitô hữu hay là người không có đạo, cho dẫu đó là người giàu hay là người nghèo. Tất cả chúng ta, toàn thể nhân loại đều được mời gọi chia sẻ cùng chung một niềm vui mừng Chúa Giáng sinh. Có lẽ một năm quý ông bà, anh chị em và các con thiếu nhi mới thấy chỉ có ngày lễ Giáng sinh thì quý ông bà, anh chị em mới chịu khó hy sinh để đi tham dự thánh lễ từ sớm. Ngày hôm nay khi mà đi ra thấy quý ông bà, anh chị em đến sớm trước cả tiếng để chuẩn bị cho mình một cái chỗ ngồi thật là rõ để tham dự hoạt cảnh Giáng sinh, để tham dự thánh lễ. Đó là một cái sự kết nối kỳ diệu mà có lẽ không chỉ những người Công giáo chúng ta, mà kể cả những người ngoài Công giáo cũng được mời gọi tham gia, được mời gọi chung vui. Quý ông bà, anh chị em có biết các em thiếu nhi diễn hoạt cảnh Giáng sinh đêm nay chuẩn bị từ 3 giờ chiều. Khi mà con buổi chiều đi ra đi dạo thì con đã thấy các em đã đi tới để được các anh chị chuẩn bị. Và chúng ta nhìn một cái buổi hoạt cảnh đơn sơ chỉ trong khoảng 30 phút, nhưng mà đã tốn rất nhiều công sức của các em. Nhưng mà các em tập dượt dường như cảm thấy không thấy mệt, dường như cảm thấy rất phấn khởi, dù ở nhà, ở trường vẫn còn nhiều bài vở phải học thi. Có phải không các con thiếu nhi? À. Nhưng mà các con vẫn cố gắng tập dượt với một cái niềm vui từ bên trong, như một cái món quà để ngày hôm nay tặng cho Chúa Hài Đồng và tặng cho tất cả những ai đến tham dự thánh lễ đêm nay. Quý ông bà, anh chị em, cho các em thiếu nhi một tràng pháo tay được không? Cảm ơn. Cũng vậy, niềm vui Giáng sinh như chúng ta nói hồi nãy không phân biệt người có đạo hay là người không có đạo. Mỗi khi đến độ Giáng sinh về thì tất cả đều hớn hở vui mừng và muốn làm cho nhau một cái điều gì đó, tặng cho nhau một lời chúc, tặng cho nhau một món quà để đem lại cái niềm vui nho nhỏ cho nhau. Mỗi độ Giáng sinh về thì nhà nhà người người đều háo hức chuẩn bị những hang đá đơn sơ hay là hang đá cầu kỳ, hang đá nào cũng được, nhưng tất cả những hang đá đều nhằm một mục đích, để ở đó đặt Chúa Hài Nhi, để ở đó đặt Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Quý ông bà, anh chị em nhìn thấy công trình hang đá của giáo xứ có kỳ công không? Rất kỳ công. Và kỳ diệu ở cái chỗ quý ông bà, anh chị em biết rằng những người mà góp nhiều công sức nhất để hoàn thành cái công trình hang đá này lại là những anh chị em ngoài Công giáo. Đó là một cái điều mà nếu như chúng ta suy gẫm, chúng ta cảm thấy rất kỳ diệu. Nếu như mà không có đức tin, nếu như mà không có một cái sự đánh động, một cái sự kết nối trong niềm vui sâu xa nào đó, thì lấy cái động lực nào để mà làm? Và cái tác giả để mà đề co những cái công trình
ngày hôm nay quý ông bà anh chị em nhìn thấy tác giả đó cũng đang len lỏi ở trong quý ông bà anh chị em để cùng tham dự thánh lễ, mặc dù là một người công giáo. Chúng ta cũng tưởng thưởng cho người ấy một tràng pháo tay đi nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh có thể nói đó là một biến cố làm thay đổi cái dòng lịch sử của nhân loại một cách rõ nét và cụ thể nhất mà mỗi người chúng ta có thể cảm nhận. Đó là cái năm dương lịch, cái số năm mà mỗi người chúng ta đang dùng ngày nay được đánh dấu, được quy định từ cái biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh. Chúa Giêsu Giáng sinh đến nay có thể nói là được 2022 năm. Người ta lấy cái biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh như là cái biến cố khởi đầu để đánh dấu, để làm thay đổi cái dòng lịch sử của con người nhân loại. Qua cái biến cố Giáng sinh, chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa uy quyền, một Thiên Chúa toàn năng, nhưng Thiên Chúa ấy lại hành động đầy bất ngờ. Một Thiên Chúa là Chúa Tể của trời đất, nhưng giờ đây lại mang cái thân phận của một hài nhi bé nhỏ, lại mặc nơi chính mình những cái hoạt động thông thường giống như các con thiếu nhi. Chúa Giêsu hài đồng cũng biết khóc, Chúa Giêsu hài đồng cũng cần uống sữa, Chúa Giêsu hài đồng cũng biết ăn, Chúa Giêsu hài đồng cũng cần phải học, cần phải lớn lên, cần phải biết vâng lời Đức Mẹ Thánh Cả Giuse để trở thành một cái người tốt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một vị vua cao cả không sinh ra, không chọn cái nơi mình giáng sinh là một cung điện hay một lâu đài, nhưng lại chọn cho mình một cái nơi, đó chính là hang đá nghèo hèn để được giáng sinh tại đó. Trong tông huấn, trong cái tông thư dấu chỉ tuyệt vời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cho chúng ta, nơi hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành một em bé. Và trong cái thân phận bé bỏng này, người đã muốn mặc khải cái tình yêu cao vời của Ngài, cái tình yêu cao vời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại chúng ta qua cái nụ cười trúng chím của một hài nhi bé bỏng, qua cái đôi bàn tay dang rộng như muốn ôm lấy tất cả con người, ôm lấy tất cả nhân loại chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như thế mỗi khi chúng ta mừng mầu nhiệm Giáng sinh, mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về cuộc sống của chính mình, về cái thân phận của con người mình, cái cuộc sống mà chính Thiên Chúa đã sống, chính con Thiên Chúa đã sống. Và cái điều cốt lõi mà mỗi người chúng ta được mời gọi khám phá ở đây, đó chính là chúng ta biết kinh ngạc, chúng ta biết ngạc nhiên, biết sững sờ, biết ngợi khen về cái mầu nhiệm sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Và giờ đây Thiên Chúa cũng đi vào dòng lịch sử của con người cũng theo một thể thức như vậy. Một hài nhi bé nhỏ nhưng lại là nguồn mặt, lại là cùng đích của sự sống con người. Mầu nhiệm Giáng sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta nhận ra cái điều cốt yếu, cần thiết nơi cuộc sống, nơi bản thân của con người chúng ta, đó chính là hãy biết mặc lấy sự khiêm nhường, mặc lấy sự khiêm hạ. Và chỉ trong sự khiêm hạ, chỉ trong sự khiêm nhường, chúng ta mới có thể nhận ra dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, mới có thể nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, nhận ra con đường của Thiên Chúa đến với chúng ta, và nhận ra sự hiện diện của Chúa, đấng Emmanuel, đấng đang ở cùng chúng ta và ở giữa chúng ta để kết nối tất cả chúng ta, để làm cho tất cả mỗi người chúng ta được nên một trong Chúa và được đón nhận niềm vui, ân sủng, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, các con thiếu nhi thân mến, ngày hôm nay khi mà cha ra chuẩn bị dâng lễ, cha không biết là hôm nay có thiếu nhi của mình
đi tham dự thánh lễ hay không. Cha mới hỏi chị trưởng, không biết thiếu nhi có đi tham dự thánh lễ hay không, để còn chuẩn bị bài giảng. Lỡ như chuẩn bị bài giảng cho thiếu nhi mà lát nữa ra gặp toàn quý ông bà anh chị em không, thì xem chừng nó không có hợp lắm. Chính vì thế, ngày hôm nay khi cha ra, cha thấy toàn người lớn không. May mắn quá, cuối cùng cha cũng nhìn lại, ít ra còn có ca đoàn thiếu nhi, ít ra còn có các mục đồng, còn có các thiên thần, là những thiếu nhi dễ thương của cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy trở về với cái tâm hồn của trẻ thơ, để chúng ta đọc thấy cái màu nhiệm Giáng sinh, cái niềm vui Giáng sinh, mà cứ mỗi độ Giáng sinh về, chúng ta lại cảm thấy tâm hồn của mình được trẻ trung hơn, được yêu đời hơn. Mỗi năm đến Giáng sinh, cha thường thích đọc những cái bài, những cái lời cầu nguyện của các con thiếu nhi viết gửi cho chú Hải Đồng. Năm nay thì thiếu nhi các con chưa có làm điều này, nhưng có lẽ năm sau chúng ta sẽ làm, để ước mong mỗi một lần cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những lời tâm tình đó. Ngày hôm nay xin đọc cho quý bà anh chị em và các con thiếu nhi một cái lời nguyện thật đơn sơ, thật dễ thương của một em thiếu nhi viết gửi cho chú Hải Đồng. Em ấy viết rằng: khi trời se lạnh là báo hiệu mùa đông đã đến. Mùa đông se lạnh nhưng con cảm thấy ấm áp, vì con biết Chúa Hải Đồng đang đến với con. Chúa đến không hào quang chói lọi, không giàu sang lộng lẫy, nhưng muôn người hân hoan đón mừng Chúa đến. Riêng con, khi Chúa Hải Đồng đến, con cảm thấy mình được ấm áp, được hạnh phúc và tràn đầy một niềm vui sướng, vì Chúa Hải Đồng sẽ cùng con đi đến nhà thờ, cùng con đi học, cùng con bao điều hay, dạy con bao điều hay, bao điều đúng. Chúa đến giúp con trở thành con ngoan, trở thành trò giỏi, cho con trở thành người làm đẹp lòng Chúa nhất. Chúa Hải Đồng ơi, ngàn lần con yêu mến Chúa. Chúa Hải Đồng ơi, hãy đến và ở mãi cùng con Chúa nhé. Đây là bài viết của một em thiếu nhi trình độ lớp 3 thôi quý bà anh chị em. Có nghĩa là nếu như xét theo cái năm học giáo lý thì em mới học lớp rước lễ và chuẩn bị rước lễ lần đầu thôi. Nhưng có những tâm tình thật tuyệt vời. Tương tự, một bài viết khác của một em khác, cha muốn đọc cho các con thiếu nhi, để các con thiếu nhi cũng lấy cái tâm tình này mà cầu nguyện. Em ấy viết rằng: Chúa Hải Đồng ơi, con thương Chúa lắm. Con sinh ra trong một gia đình có gối êm, có nệm ấm, còn Chúa phải sinh ra nơi hang Bethlehem, chốn hang bò lửa. Chắc là Chúa lạnh lắm, phải không? Chỗ của Chúa nằm có hôi hay không? Mấy con bò, mấy con lừa có thở hơi làm cho Chúa ấm hay không? Tội nghiệp Chúa quá. Có những lúc trong lòng con cứ đặt ra câu hỏi là: có Chúa thật hay không? Cứ mỗi lúc anh chị giáo lý viên và mọi người hỏi con là: em có tin Chúa không? Thì con đều trả lời: dạ, em tin. Con thấy mình lúc nào cũng chỉ biết nói thôi, chứ không biết làm gì cho Chúa cả. Nhưng ngược lại, Chúa Cha đã thương con vô cùng, thương đến nỗi ban cho con tình yêu là người con duy nhất của Ngài. Chính tình yêu thương âu yếm này đã giúp con thay đổi cuộc đời, thay đổi tính nết của con. Chính tình yêu thương này giúp con thức tỉnh, biết sống, biết nhìn, biết nghe và biết suy nghĩ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa đã làm người để cho con người chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Nơi hài nhi Giê-xu
Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta tình yêu lớn lao của Ngài, bày tỏ cho chúng ta sự khiêm hạ của Thiên Chúa, bày tỏ cho chúng ta sự quảng đại của Ngài. Mỗi người chúng ta trong đêm thánh này, chúng ta cũng được mời gọi bồng ẵm lấy hài nhi Giê-xu vào trong hang đá nhỏ là tâm trí của mình, trong trái tim của mình, trong gia đình của mình, trong cuộc sống của mình, để hài nhi Giê-xu được sống, được lớn lên, được cư ngụ giữa chúng ta. Và chính hài nhi Giê-xu đem lại bình an, sức sống và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, con thiếu nhi thân mến,
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng vào ngày con Chúa sinh vào đời làm người và ở giữa chúng ta. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời chúc tụng Chúa. Chúa giáng sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các hết thảy mọi quốc gia trên thế giới biết xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo, để mọi người được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì một dễ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Tất cả thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta cùng xin dâng lên Chúa Hài Nhi Giê-xu, người con chí thánh mà Chúa Cha đã ban tặng để làm người bạn với chúng ta. Lời chúc tụng cùng với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Cùng với ông bà, cha mẹ các thiếu nhi, chúng ta xin dâng lên Chúa Hài Nhi Giê-xu, người con chí thánh mà Chúa Cha đã ban tặng để ban ơn cứu độ cho mọi người. Lời chúc tụng cùng với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, cùng với tất cả mọi người thành tâm thiện chí. Thiếu nhi chúng ta xin dâng lên Chúa Hài Nhi Giê-xu, người con chí thánh mà Chúa Cha ban tặng để mọi người đón nhận nhau như anh em một nhà. Lời chúc tụng cùng với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi là Hoàng tử bình an, Chúa đã làm người để chúng con được làm con Chúa. Xin cho niềm vui mừng ngày Giáng sinh luôn được chan hòa trong cuộc đời của chúng con, để chúng con trở nên những người loan báo niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu, là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng ta đang truyền Chúa chiêu chiến và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con
khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Giáo phận chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà mỗi người chúng con có ý cầu nguyện hôm nay, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã ngang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy chúng con được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện rằng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Yeah.
đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Mời anh chị em ngồi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiền trị muôn đời. Trước khi kết thúc thánh lễ thiếu nhi thì lời đầu tiên cha xin cảm ơn ca đoàn thiếu nhi, cảm ơn các con thiếu nhi trong đội hoàn cảnh, cảm ơn các huynh trưởng giáo lý viên cùng các sơ đã vất công vất vả để tập dượt cho các em. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em cộng sự viên đã làm việc để chúng ta có buổi cử hành thánh lễ đêm hôm nay được diễn ra trong sự trật tự và sốt sắng. Và lời thứ hai, con cùng cha Gioan Bautista xin gửi đến quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em cùng tất cả các con thiếu nhi một lời chúc mừng Giáng sinh, một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui, bình an, sự thánh thiện của Chúa Hài Nhi Giêsu, của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Cả cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng lẫn nhau bằng một tràng pháo tay. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà soi sáng soi đêm nay cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đêm tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ăn sang nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài làm cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được giữ phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.